Mình tên tôi xin chào các bạn. Hôm nay thì đến Tháp 10, huyện Tháp 10. Sáng ăn sáng trúng quán Trung Quốc qua không lành. Nhưng mà đi qua quán kế bên này là không chịu qua, không có ăn rồi, nên quán Hiến Loan. Quán này chuyên bán gà nguyên con. Quán này gà rất là ngon. Đây. Cái này nhiêu con anh? Không, 130 ngàn con, nhưng mà cái này khoảng nhiêu con? Đây là anh chủ quán rất là vui vẻ nhiệt tình. Gà rất là rẻ các bạn, con gì có 130 ngàn thôi. Có thể làm luộc, hoặc là xối mỡ. Đây là những con gà đã sơ chế qua. Một con về là 130 ngàn. Và cả 5 người ăn là ăn không cách nào hết con gà này hết. Giờ nếu mà mình mua lẻ cũng có, ở đây có chân gà nè. Rồi ức, cánh, cổ. Con 130 ngàn. Bán cho em con luộc anh. Luộc lại em. Luộc lâu không ta? 2 phút rồi. 2 phút rồi. Tức là nó chín sẵn rồi. Gà này gà gì anh? Gà này là gà Lai Bến Tre. Gà Lai Bến Tre. Hôm qua em thấy nó cũng ngon, nó chắc thịt chứ không phải là như mấy gà công nghiệp. Con này chắc có ký mấy vậy hả? 3 năm. Nhưng mà từ ký 3 tới ký 4 đó, nằm trong công viên đó. Gà Lai Bến Tre. Một ký 3, từ ký 3 tới ký 4 trong công viên giữa. Nếu đến Tháp 10 các bạn, cái địa chỉ này là trên đường. Ở đây nó không có số các bạn. Ngang cái showroom Phục Hưng là trên đường Hùng Vương, khóm 4, thị trấn Mỹ An. Thị trấn Mỹ An là trung tâm của huyện Tháp 10 của anh. Đây gà rất là ngon, mình đợi xíu luộc xong gà đem ra mình cho các bạn xem. Các bạn chờ đợi tí xíu. Đây gà nó mở nguyên con đây các bạn. Đợi chờ. Tức là trước khi khách ăn mình khách ăn mình mới làm, mình mới làm thôi. Có dầu chỉ 3 phút thì chín. 5 phút rồi. Cái này là cơm. Hôm qua mình có ăn rồi các bạn, các bạn ở đây một con gà 130 ngàn. Cơm thì một dĩa là 5 ngàn. Mà một dĩa cơm là người cao to cỡ 100 kg ăn không hết. Làm nóng rất là ngon. Tất cả cơm gà là mới hết mỗi ngày 50-60 con. Ngày rồi chúng mình bán có 50 con anh. Gà xối mỡ của huyện Tháp 10 các bạn. Đường Hùng Vương. Hôm qua mình ăn rất là ngon, hôm nay muốn giới thiệu với các bạn. Con gà của em chín chưa chị? Gà lột ra là hấp dẫn. Cái này chín anh ơi, mình khác à? Cơm gọi nó dạng thôi, chắc chắc thì khi mình làm quên, mình quên nó mới chắc chắn là cơm mình chiên ra lại vừa rồi là. Bữa nay mình nghe mùi
cơm ra hộp. Vậy là 5 ngàn anh? 5 ngàn. 5 ngàn một hộp cơm kho. Gái ăn gái phụ ba. Nó ăn gia đình ha. Giống như là gà giò của mình nuôi đó bạn, chứ không phải giống như gà công nghiệp. Ba cái ngồi rí tạm không? Ba hộp cơ. Hộp này nhiêu vậy? Dạ 35 ngàn. 35 ngàn. Mới hết một góc con gà, hai góc tư rồi ha. Một con kia làm 4. Một con kia làm 4 không? Cơm gà thì họ 35 ngàn, 1 phần 4 con gà. Buổi chiều cái khoảng này rất là đông, hiện giờ khoảng 8 giờ sáng thôi. Cái này gì? Gà luộc của em này hả? Không phải, không phải, gà đợi gà kia. Rồi cái đây đợi gà luộc. Đợi chờ. Đây là con gà mình mua bà chủ lấy luộc lại. Rất là nóng, bây giờ các bạn thấy khói đang lên luôn. Ở đây những miếng gà chặt sẵn rất là ngon. Cực ngon, gà sạch. Nuôi vườn sạch. Giờ cà bà chủ chặt. Đây bà chủ tiệm. Cao thủ chặt thịt gà. Nó còn hơi nóng hả chị? Nóng. Nóng lắm. Ngày bán nhiêu con chị? 4 mấy con. 50 con này. Một ngày chị phải bán hết là 50 con gà. Còn nóng lắm. Mày để nguội tí chỗ này nóng chịu không nổi. Tại mình đi gấp nhưng còn mình bị chủ qua chặt nó. Thôi để nguội tí. Không muốn đi chân nào đâu mà em nhé. Đây có sẵn một hộp như thế này các bạn, muốn đi chân lá rau răm. Ở đây mình có giao gà đi nữa hả chị? Dạ. Gà quá ngon. Nóng thì ngon lắm.
ơi, quan thanh. Em trả tiền rồi hả chị? Dạ. Trả cho anh rồi đó. Đây 130 ngàn. Hải Nguyễn Tháp 10. Đây, lấy lại một lần nữa hình ảnh của những con gà. Gà Lai Bến Tre đó là con. Còn 1 ký mấy một con thôi. À, địa chỉ là điện nó không có cái số các bạn. Đây buổi sáng có người lắp đây bán gà thôi. Đây giao tận nơi luôn. Rồi nếu có dịp về Tháp 10 mà các bạn đến đây thưởng thức cái món gà này. Chương trình lần này xin được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Mời các bạn tiếp tục đăng ký, share và like để thưởng thức nhiều món ăn ngon hơn ở miền Tây. Bây giờ xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.